Ok. Xin chào tất cả các anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đến với video số 7 tiếp theo của Đang về chia sẻ về tất cả những gum shop. Trong video 6 thì Đang đã chia sẻ với tất cả anh chị là tất cả những gum long trong tiếng Anh thì nó chỉ cùng có 6 âm long. Vô cùng và đơn giản, và anh chị có thể xem lại cái phần review đấy thì chúng ta có thể nắm bắt được hoàn toàn 6 cái âm long trong từ điển AHD. Và trong cái series tiếp theo của Đang thì Đang đã chia sẻ được với anh chị về tất cả những âm short, thì tại sao lại có những cái tên là long và short thì rất là nhiều anh chị cũng đặt cái câu hỏi như vậy. Và Đang xin trả lời luôn, đó là gì? Âm long và âm short thì anh chị hình dung đó là chúng ta không nó không mang nghĩa là chúng ta khi là long âm nào, long một âm thì không có nghĩa là chúng ta đọc dài âm này ra, và short một cổ âm nào đấy thì chúng ta không có nghĩa là chúng ta đọc ngắn cái âm đó lại. Đó chỉ là cái tên để mình đặt chọn cái âm đó mà thôi, anh chị nhớ chưa? Tức là ta sẽ nói lại là gì, tất cả những âm long không có nghĩa là chúng ta phải kéo dài, nó không phải long nghĩa là dài, là kéo dài âm của một cái từ mà chúng ta cần phải đọc cái nguyên âm chúng ta cần phải đọc. Short không phải là chúng ta đọc ngắn cái nguyên âm mà chúng ta cần phải đọc, mà cái âm long và âm short chỉ là đơn giản chỉ là cái tên mà người Mỹ người ta đặt cho các âm trong tiếng Anh mà thôi. Tại sao lại có cái sự đặt âm như vậy? Bởi vì hiện tại thì tất cả những cái chương trình như này cũng đang được giảng dạy ở bên Mỹ theo một cái âm, theo cái đặt tên là âm long và âm short trong từ điển AHD. Và long và short đơn giản bởi vì sao? Khi mà chúng ta bắt đầu học một thứ tiếng nào đó, đặc biệt là như bên Mỹ người ta bắt đầu học về cái ngôn ngữ của người ta, đó là học về ngôn ngữ tiếng Anh, thì đầu tiên đó là dạy cho những cái em nhỏ trong những cái lớp, đầu tiên là lớp kindergarten. Lớp kindergarten là cái lớp mà mầm non, sau đó lớp mẫu giáo, sau đó thì bắt đầu vượt qua cái chương trình về lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Thì khi mà anh vào lớp 5 nữa, và khi mà mới như vậy bắt đầu hướng đến cái đối tượng đó là kindergarten, thì cái hình dung là tất cả các con, tất cả các bé thì khi mà nói đến long, khi mà chúng ta nói bất kỳ một cái gì đó thì hầu như các con lúc ban đầu mới là cái sự tiếp nhận, và các con chưa được hiểu nhiều, chưa có nhiều cái kiến thức để khám phá thế giới nên các con chưa được hiểu nhiều. Tuy nhiên khi mà đưa cái nói, đưa một cái đồ vật nào đấy mà chúng ta nói mà nó có hình một cái, hai cái đồ vật mà so sánh, một cái là dài và một cái là ngắn, hoặc là một cái rất là big hay là một cái rất là small, thì làm sao big và small thì, và long hay là short, thì chúng ta thấy là hoàn toàn là các con có cái sự nhận biết được cái điều đấy, dài và ngắn đúng không ạ, và bé và to, nhỏ và lớn, thì hoàn toàn là các con nhận biết được cái điều đấy ngay lập tức. Thì đấy là cái sự nghiên cứu về khoa học ở bên Mỹ, tức là làm sao để đặt cái tên để cho các con dễ có cái sự mường tượng hơn, dễ có cái sự dễ nhớ hơn, chứ không phải nó mang nghĩa là long là chúng ta đọc dài và short là chúng ta đọc ngắn, đúng không? Thì trong những cái video sắp tới thì Đang sẽ chia sẻ về cái cách đọc trong tiếng Anh nó chi tiết và nó cụ thể hơn nữa, để trước nhất chúng ta hãy đi cùng với nhau từng cái bước một, từng cái lớp một. Hiện tại thì chúng ta đang ở cái lớp kindergarten, tức là cái lớp mà mẫu giáo ở bên Mỹ, thì Đang sẽ chia sẻ đúng với cái level ở bên Mỹ người ta đang dạy, đúng không? Đúng cái giáo trình, đúng cái lộ trình mà bên Mỹ người ta đang đi. Ok, thì vô cùng là đơn giản, thì âm số 6 như thế này thì chúng ta chuyển sang âm short đầu tiên, đúng không? Âm short đầu tiên là cái âm short A. Short A thì chúng ta đọc như thế nào? Thì các anh chị hình dung là chúng ta đọc vô cùng đơn giản anh chị nhé. Cái phương châm của Đang nhắc lại tức là gì ạ? Đơn giản này, tiết kiệm này, thời gian này, đúng không ạ? Nhưng phải vô cùng hiệu quả và phải ứng dụng được rất là nhiều. Đó, đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và đơn giản thời gian, đúng không ạ? Tiết kiệm thời gian và chúng ta ứng dụng, quan trọng là chúng ta ứng dụng được rất là nhiều để chúng ta sử dụng cho chúng ta học một âm, nhưng chúng ta phải ứng dụng và chúng ta đọc được rất nhiều âm, rất nhiều câu, rất nhiều những cái cụm từ, được chưa? Ok, thì sang đến cái phần âm thứ 6 thì âm sau đây này, cái ký hiệu nó sẽ khác hoàn toàn so với những âm long, đúng không ạ? Tuy nhiên cái sự dễ dàng của nó cũng dễ dàng ngay lập tức, tức là gì, cái ký hiệu nó giống như cái chữ A mà cái dấu móc ở trên đầu của anh chị, mà hình dung là chữ Á, nó ký hiệu thì giống cái chữ Á của Việt Nam, thì nó gọi là cái short A.
Thì đây là một trong những cái lợi thế vô cùng của AHD. Tức là anh chị sẽ nhìn thấy là tất cả những cái phiên âm nó nhìn nó rất là gần gũi với cái chữ của tiếng Việt của chúng ta vậy. Đó. Thì không có gì là khó khăn cho vấn đề chúng ta viết hoặc là chúng ta cho vấn đề chúng ta là nhớ, được chưa? Thì hoàn toàn là tiết kiệm cái khoảng thời gian là chúng ta phải học ký hiệu, chúng ta phải viết cái ký hiệu mới hoặc là chúng ta phải nhớ nó rất là nhiều. Và đặc biệt nữa là cái cách đọc, với cách đọc thì anh chị sẽ thấy là nó lại cực kỳ đơn giản. Thì anh chia sẻ cái cách đọc của cái âm của cái ký hiệu short A như thế nào. Cái ký hiệu của cái âm short A này, và khi mà chúng ta đọc là giống này, giống cái gì ạ, giống cái chữ E của Việt Nam nhưng phải há miệng lớn, được chưa? Giống chữ E của Việt Nam nhưng phải há miệng lớn để đọc, đúng không? Rất nhiều các anh chị ngại khi vấn đề đặc biệt là các anh chị hoặc là những các bạn nữ thì khi mà đọc những cái từ như này mà há miệng lớn thì anh chị rất là ngại. Tuy nhiên nếu như ta không há miệng lớn được chúng ta thì chúng ta sẽ không đọc chính xác được âm sau đây. Nên như khi mà chúng ta muốn học thêm một ngôn ngữ mới chúng ta cần phải vượt qua một cái rào cản mới, chúng ta cần phải mở rộng thêm cái vùng giới hạn của bản thân của chúng ta, thì khi đấy chúng ta sẽ vô cùng là dễ dàng chúng ta học, được chưa? Thì cái âm sau đây này đang xin nhắc lại đối với tất cả các anh chị, đó là chúng ta đọc bằng cách là đọc chữ E nhưng phải há miệng lớn ra, được chưa? Và anh chị sẽ nhìn thấy khi mà đang đọc nó như này, đó. Đó là cái âm mà gọi là âm short A trong AHD. Thì khi đọc cái âm short A này thì chúng ta áp dụng như thế nào? Thì ngay lập tức anh chị vẫn áp dụng đúng cái âm như thế. Chúng ta đọc như thế nào thì chúng ta áp dụng đúng cái âm như thế. Chúng ta không có chạy âm. Thì chúng ta đọc cái âm chữ này đầu tiên. Rất là nhiều đọc là ất hay là gì đó, đúng không ạ? Không, nào, no. Trong khi chúng ta đọc cái gì đúng đọc như thế và đúng đọc như cái cách mà âm short A đấy. Do anh chị đọc là giống âm short A và đi âm thi, được chưa? Và khi anh chị đọc nó sẽ là gì ạ? At. Đúng không? At. Very good. Há miệng lớn đọc chữ E. Khi mà đang giải thích há miệng lớn đọc chữ E thì em tin chắc rằng nó vô cùng gần gũi đối với tất cả anh chị trong Việt Nam chúng ta. Thì đó là cái lợi thế, đúng không ạ? Chúng ta giải thích được từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì thực sự là cái cách đọc nó như thế nào được chứng minh rồi, được các nhà ngôn ngữ khoa học chứng minh rồi, đúng không ạ? Là đã có cái hiệu quả được sử dụng trên hàng chục ngàn người, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn có cái căn cứ để chúng ta nói, và đặc biệt sau này khi các anh chị trải nghiệm cái điều này, anh chị nói tiếng Anh một thời gian thôi, anh chị trải nghiệm đó thì anh chị nói với một người Tây và anh chị sẽ thấy cái sự thay đổi hoàn toàn cái level tiếng Anh của mình. Ok rồi, thì chúng ta cứ đọc trước nè, chúng ta đọc cái âm sau đây nè là a, sau đó thêm thi và đặt nhanh vào này, at at at. Very good anh chị. Có thể đọc theo khi anh chị xem video này, anh chị cố gắng chúng ta tương tác, bởi vì chúng ta tương tác thì chúng ta sẽ học được ngay lập tức trong cái buổi trong thời gian mà chúng ta xem. Tiếp tục như đang nói là tiếng Anh của đang luôn hướng đến tất cả các anh chị chủ doanh nghiệp và anh chị đặc biệt là không có phân biệt về level hay là về vấn đề tuổi tác, đều cho chúng ta một cái phát âm vô cùng chuẩn xác và đang sẽ ứng dụng chúng không chỉ đơn giản hiệu quả tiết kiệm thời gian mà chúng ta còn phải biết áp dụng cái điều đấy một cách rất là triệt để và học một nhưng chúng ta phải áp dụng 5, 10, được chưa? Đấy là cái cách mà đang muốn hướng đến cho tất cả anh chị. Chúng ta không phải học một và chúng ta luyện đi luyện lại một âm như thế và chúng ta dừng lại và chúng ta không biết cái cách áp dụng cho rất là nhiều từ, đúng chưa? Thì khi mà chúng ta áp dụng là âm at đã đọc xong rồi thì đang có tiếp tục những cái từ ví dụ như này, phở, anh chị thấy không ạ? Phở nó đều là âm at và đang đọc rất rất nhiều từ, ví dụ fat, fat, cat, hat, hai miệng lớn anh chị này, tiếp bat, bat, r, rat, rat, được chưa? Rat, very good. Đó, thì thấy rằng sao? Đọc một âm thôi nhưng mà chúng ta áp dụng được vô số từ cực kỳ nhiều, được chưa? Hoặc tiếp tục một cái âm khác, ví dụ như đây cũng là cái âm short A, anh chị thấy nhá. Nhưng đi với âm N thì nó đọc là gì ạ? N, N, ấy bạn lớn đọc chữ E anh chị nhá. N, và chữ này chúng ta đọc sao ạ? M, man, man, dễ không ạ? Tiếp này, K, can, K, can, tiếp này, van, pen, pen, very good. Anh chị thấy không ạ? Chúng ta đọc được có một âm thôi, một cái parent sau này đang sẽ đưa rất nhiều những cái parents cho tất cả anh chị. Parent giống như là cái âm at thế này nào. Thì khi đó thì anh chị sẽ đọc được hoàn toàn rất là nhiều những cái từ trong một cái câu hoặc là trong một cái đoạn văn nào đấy, anh chị cũng hoàn toàn đọc được cái điều này. Rất là dễ đúng không ạ? Đang chỉ giải thích thế, anh chị đọc thì đơn giản lắm. Tiếp nào, thì khi mà vậy tiếp tục ứng dụng vào trong câu thì chúng ta đọc như thế nào thì anh chị sẽ thấy, ví dụ như từ đầu tiên chúng ta có âm an, an, chúng ta đọc là can, can, you see the man, 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 đúng không ạ? Man, chúng ta đọc lại này,
Can you see the man? Được chưa? Nào, can man? Can you see the man? Được chưa? Can you see the man? Ok, rồi. Thì chúng ta rất là dễ dàng và áp dụng. Và trong cái câu thứ hai chúng ta cũng áp dụng được như thế nha, tức là trong cái từ van nè, van nè, đúng không, là cái xe van á, chúng ta đọc chúng ta như thế nào là he has a van. Van, cái âm has cũng là cái âm âm sau đây anh chị ạ, âm sau đây của chúng ta đó anh chị, nó sẽ phiên âm như này đó, rất là dễ dàng, vẫn hàm lượng lớn đọc chữ e thôi anh chị nhé, cực kỳ lý thuyết, vô cùng đơn giản, không có gì cả, lý thuyết cực kỳ đơn giản, anh chị chỉ cần áp dụng vào anh chị đọc thôi, bởi vì tất cả những cái này đã được chứng minh rồi, và chúng ta cứ việc chúng ta dùng để chậm mang về chúng ta áp dụng và chúng ta trải nghiệm cái điều đó. He has a van. He has a van. He has a van. He has a van. Very good, được chưa? Tiếp này, nhớ là từ has chúng ta có âm z đằng sau nữa anh chị nhá. Z, được chưa? Tiếp này, in the van. In the van, he has a can. Can. In the van, he has a can. Được chưa? Rất tuyệt đúng không ạ? Anh chị thấy rất là đơn giản thôi đúng không? In the van, he has a can. In the van, he has a can. That's good. Rồi. Thì đấy là đang muốn chia sẻ cái bài học này, âm sắc đây trong ngày hôm nay. Và trong video sắp tới thì đang sẽ chia sẻ tiếp tục những cái video. Những video để giúp cho tất cả các anh chị có thể là chúng ta vô cùng đơn giản và dễ dàng để chúng ta nắm được cái lý thuyết tiếng Anh, các tiếng Việt ở chỗ nào như thế, chúng ta chỉ cần áp dụng thôi, và đơn giản trong ngày hôm nay chúng ta chỉ cần nhớ là gì thôi ạ. Tất cả một cái bài đang vô cùng là đơn giản, tức là gì, âm short đây chúng ta chỉ cần nhớ là đọc âm e giống cái âm e của tiếng Việt nhưng phải hát lại lớn, chỉ cần đọc viết đúng như vậy thôi, thì anh chị luyện tập anh chị hoàn toàn anh chị có thể học được tiếng Anh một cách vô cùng đơn giản, đọc được bất kỳ một cái từ nào trong tiếng Anh. Ok, thì mọi việc nó đều, tất cả mọi thứ nó đều có công thức, và nếu chúng ta biết được cái điều đấy thì chúng ta vô cùng dễ dàng trong vấn đề là tiết kiệm thời gian rất là nhiều cho tất cả các anh chị, và chúng ta thấy rằng tiếng Anh nó không còn quá khó như chúng ta thường nghĩ nữa. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem video này của Đang, và nếu như anh chị thấy hay thì hữu ích và ủng hộ, có thể ủng hộ Đang bằng cách là like, share và subscribe kênh của Đang, để Đang có tiếp tục những cái nguồn cảm hứng để chia sẻ nhiều hơn đối với tất cả các anh chị. Ok, xin chào và cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video này. Xin chào.